Xin chào cụ, mời anh em về một ít túi đựng đồ lưa cho anh em đi câu. Đây, anh em về mẫu này. Đây là bên trong của túi này. Đó. Dây đeo này. Đó. 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 Túi này rất là đẹp luôn này. Dày chắc chắn này. Đó. Rất là nhiều ngăn nhé. Đó. Cái này có thể đựng được cả để được cần câu mang theo này. Cái dây của nó này, dây đeo chéo, dây đeo ngang này, chỗ này đựng nước này, đó, cụ xem này, đây là phía sau này, túi rất là dày dặn luôn nhé, cái đựng được tầm độ 2 đến 3 chiếc máy lua đấy, tất cả ngăn kéo đây, ngăn kéo của nó đây. Bên trong là từng ngăn đây, mồi lua, hộp mồi lua các kiểu đây. Đấy. Túi đeo tiện lợi đây, đeo chéo và đeo hông được đây. Đây, dây là dây êm đây nhé, chéo đâu không được hết. Rồi. Đó. Xin chào các cụ, hẹn gặp các cụ trong video tiếp theo.